cháu học ở nhà mà cháu nói tiếng Anh á, cha với mẹ là ngồi kế bên dạng mừng cho cháu. Ở dưới quê á là bé rụt rè lắm, rồi từ hồi mà lên trường Vinh Đít lịch này á, học là thấy bé tự tin rồi dạng, thấy cháu mạnh dạng vậy cha mẹ vui. Chú tên Huỳnh Văn Hòa, Tân Lý Tây, Châu Thành, Tiền Giang, là phụ huynh của bé Huỳnh Thị Ngọc Hanh, học trường Vinh Đít lịch. Cha đồ mê học Anh Văn vậy lắm, đó mình học không được thì mình vào đầu tư cho con đi, cho cháu học như Anh Văn nữa, cháu ra làm cho nó dễ dàng hơn. Hay làm bên xuất nhập khẩu là phải cần bên Anh Văn. Như hồi lúc mà xin đi học á, gia đình như cha mẹ có nói là con ham học Anh Văn á, thì cha với mẹ vẫn đầu tư cho con học bao nhiêu cũng được mà con phải ráng học. Trường Vinh Đít Yên Lịch này á, chú thấy là dạng tận tâm, như giúp đỡ cũng như là chu đáo, như thầy cô rồi trợ giảng đồ cũng giúp đỡ cháu. Thì trường thấy đẹp khang trang, chỗ học rồi thấy cũng thoáng mát. Dịch thì cháu học ở nhà mà cháu nói tiếng Anh á, cha với mẹ là ngồi kế bên dạng mừng cho cháu như động viên, tôi thấy vậy là hài lòng lắm. Như cha mẹ đầu tư là đúng mục đích. Khi mấy phụ huynh á, nên cho con cháu học trung tâm này. Và chú như hồi đó chú chọn trung tâm này là chú hạnh diện. Chọn Wall Street English, tự tin nói tiếng Anh.